không bằng em bơ được chàng rapper. Lỡ kể anh xem như chẳng còn lối thoát, bao con tim si mê như bị đánh cắp. Muốn nói thầm với em là I know that, do em đang show ra qua từng ngày mai. Anh chẳng cố ý đâu, baby anh chẳng cố ý đâu. Đừng mong chắc là đến sớm rồi, sớm rồi. Đừng buông đâu bao đời ông bướm rồi, bướm rồi. Là người đàn ông nói không với thính fake, kiệm lời gà lăng đã ăn vào tính cách. Tủ tìm ngồi nghe mấy em này feedback. Anh ấy trông thật phong cách, quần tây áo sơ mi phanh cúc. Đi cùng cả Limitless là anh chàng thuộc hàng Limited. Thật cu nàng là mê tích cực người trơn mịn thay vì chi chít mực. Là con nhà lính mà tính bằng đô vì ba mẹ nuôi khá nhiều. Mà tiếng là kiêu mà với người yêu thì được ai là anh khá chiều. Biết là anh còn coi mấy em lại quay và quay và friend của em nói trông anh bét đừng dây và dây và song hành với big team để đưa rap name bọn anh cùng vang lừng. Anh thợ săn nó sai làm cho đám nai phải băng rừng săn lùng. Chẳng phải khoe nhưng anh có tí năng khiếu với thơ ca. Đừng thắc mắc việc trong stu sao mặt anh cứ đưa ra. Dù là anh muốn tập trung theo đuổi những ước mơ xa, nhưng cứ để lại profile đi để anh check sơ qua. Lỡ kể anh xem như chẳng còn lối thoát, bao con tim si mê như bị đánh cắp. Muốn nói thầm với em là I know that, do em đang show ra qua từng ngày mai. Baby anh chẳng cố ý đâu, ý đâu. Baby anh chẳng cố ý đâu, ý đâu. Điều này mong chắc là đến sớm rồi, sớm rồi. Baby em xinh và trông là thân thà, mi cong bồ câu vì em là châu Á. Em thích vờn anh bằng mấy lời đơn đà, và nếu giờ đẹp trai thì anh không cố ý đâu mà. Họ nghĩ em là pretty bad nhưng anh biết rõ là em kêu. Gọi em là Mary Jane vì em còn hút và em chịu. Và tám tự anh ở trên truyền hình nhập bà trai ngồi xem view. Và chắc chắn anh về tim anh bích vì anh là người mà em yêu. Đẹp trai chỉ lớn anh luôn làm thêm tăng ca. Không quên nói yêu em trong bài nhạc để một ca từ thêm trăng hoa. Nếu họ xếp hàng yêu em thì anh xin phép anh đầu hàng. Yeah, anh là mẫu bạn trai mà thích biến tất cả không thành cớ. Không bao giờ bằng béo vì trên cổ anh luôn luôn làm lỡ kể anh xem như chẳng còn lối thoát. Bao con tim si mê như bị đánh cắp. Muốn nói thầm với em là I know that, do em đang show ra qua những lời mà. Ta hợp lại có khi lại thành một đôi. Nhớ ai bồi hồi như đứng đống lửa mà như ngồi nhớ ai. Hôm qua rap trước truyền hình, bỏ quên chiếc thính ở trong lòng ba em. Nếu được thì cho anh xin, hay là em hãy để ở làm tin ở trong nhà. Ordinance và Limitless. Pepsi vị chanh không cala mới, sảng khoái tột đỉnh, bùng hết chất mình. Lays giòn bùng vị, rap hay bùng nổ. Rất là dễ thương, không cố ý làm em yêu đâu, nhưng mà tại vì anh là vậy thôi ha. Chắc phải hỏi sư phụ tụi em. Andre thấy sao? Sao mà là sư phụ được? Em không cố ý, tự dưng nó sáng thôi. Em chả biết gì. Có vẻ Bích rất thích làm nhạc tán tỉnh. Hai bạn đều rất tự tin. Cũng là một cặp 49-50, không biết phải chọn ai. Hai bạn đi cái melody rất là mượt. Mặc dù hai bạn nhảy rất là nhiều, nhưng mà các bạn rap rất là tốt, không bị hụt hơi hay là không bị chênh phô. Và anh còn ấn tượng trong cái bài này, đó là cái hook rất là hòa quyện vào nhau. Cái hay của Bích là
đem được chất liệu Việt Nam vào trong nhạc hip hop rất là tốt. Chúc mừng hai em. Ở B-Ray, giống như anh Andre thì em cũng rất là ấn tượng với cái hook à. Ban đầu thì em nghe thì em thấy là sau cái hook bữa nay nó cứ bình, nhưng mà hồi nữa thì em bắt đầu ý đâu. Nó sẽ dính vào tai từ từ á. Em thích cái màn trình diễn vừa rồi của cả hai, rất là năng lượng. Cảm ơn anh. Anh Thái thì sao anh Thái? Man, that shit was a banger, bro. I liked it, man. That shit, I love the beat. Who made the beat? Beat này là một bạn ở trong đội của anh Dương Cây ạ. Cái beat này thì lấy cái ý tưởng là ngày xưa mình xem TV những cái thời năm 2000 á, thì nó hay có mấy cái tiếng quảng cáo lúc mà thời sự xong rồi dự báo thời tiết. Thì bọn em lấy cái tiếng chủ đạo là một cái âm hưởng gì đấy nó rất là Việt Nam để đưa vào tiếng tanh 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 tanh. Oh yeah, I love the beat, I love the genesis. So I think your energy was dope. I like your style, bro, and I feel like the song was a banger. It's just a hit. Team Cool and Big, I feel like everybody is high energy and it's like your style. I really like it. Cảm ơn anh Thái. Xin mời hai em kêu gọi bình chọn cho mình nào. Em nghĩ là ông Genius lớn hơn em sẽ mời anh đi trước. Ok. Mọi người ơi, hôm nay mình rất là vui. Ngoài việc bản thân mình đến tham gia vòng đối đầu thì hôm nay còn có sự xuất hiện của mẹ Nurse đang ngồi ở vị trí kia. Yeah. Mẹ của ông Genius không ngại đường xá xa xôi bay từ Hà Nội vào đây để xem con trai diễn. Thế nên là các bạn hãy bình chọn cho Ogenus để trở thành niềm tự hào của người mẹ của mình nhá. Yeah. Giờ bình chọn mà lâu tới phụ huynh ra luôn rồi. Khó quá. Khó quá. Bên phe em có ai không? Thật ra thì mình cũng khá ghen tị với Ogenus bởi vì mẹ mình không còn ở đây nữa. Nhưng mà mẹ mình thì luôn luôn cho mình nghe nhạc lúc mình rất là nhỏ vì mọi người đều muốn mình làm nghệ sĩ. Cho nên là cái việc mình đứng ở đây, mình mong là mẹ mình ở trên và gia đình của mình ở nhà sẽ được nhìn thấy mình ở đây và đi tiếp. Mình mong là mọi người sẽ bình chọn cho mình. Nếu ông bà mình và bố mẹ mình đều vui, nếu mà ông bà mình vui ấy, thì nhà mình bán bánh mì mà. Mọi người sẽ ăn bánh mì free cả một năm. 10 giây bình chọn bắt đầu. Xin mời bạn giám khảo. Cái mà vòng trước anh mong muốn ở Limitless thì em đã khắc phục được, nhưng mà nó chưa đủ để em có thể tỏa được hết năng lượng trong bài hát lần này. Cái cách em phối hợp nhuần nhuyễn trong flow và trong cách chuyển giữa melody và rap thì anh thấy rồi, nhưng mà anh cần hơn để anh có thể cảm được cái phân đoạn của em tốt hơn, có cái sự tương phản hơn so với những cái nguồn năng lượng mà bạn ý đem đến. Bản thân anh thấy cái phần của Organus sáng hơn một chút. Eric. Cá nhân em thì em thấy cái beat này, cái đoạn của Limits nó đang bị nhiều nhạc cụ quá. Với cái tông của bạn nên ít nhạc cụ lại một tí để cái vocal bạn được nổi hơn. Còn Ogenus thì em thấy trên cái thay beat này nó đang là thế mạnh của bạn. Cảm ơn anh. Đúng là cái chorus đã làm nên cái bài này, cho nên là có một lời khen dành cho Ogenus. Em đã tiết chế được cái năng lượng của em khi mà em lên sân khấu. Tại vì khi mình tập thì em nhảy lung tung bay hết. Hôm nay em có phong thái ổn định, chỉ có lời khen. Và Limitless, đáng lẽ cái phần điểm sáng khi mà em bắt đầu cái verse, cái phần mà châu a lại, chị rất là tiếc cái phần đó, tại vì trong bài này á chừa rất là nhiều chỗ để rapper có thể thể hiện. Và chị thật sự là rất trông chờ cái phần của em. Dù sao thì cảm ơn hai bạn đem một cái hit tới cho cái sân khấu này. Và chị nghĩ đây là một bài hát mà mọi người sẽ replay, phải không ạ? Cảm ơn chị. Trước khi đưa ra quyết định, chúng ta cùng xem kết quả bình chọn dành cho cả hai thí sinh. Mười chín điểm cho Limitless và 81 điểm cho Ogenus. Cho Bích nói thêm ạ. Limitless, khi mà lên sân khấu có thể là bạn ấy đã di chuyển nhiều và sung quá nên là cái verse của bạn ấy không được trọn vẹn. Chứ về cái verse của Limitless thì Bích thấy là khi mà tập bạn ấy làm rất là tốt. Bạn ấy làm tốt, nhưng mà phần mà Suboy nói ấy,
bạn vẫn có thể thi triển thêm một lần nữa để tạo ấn tượng với cái đấy. Thà bạn ý giữ cái đoạn đấy để cho đoạn sau gây ấn tượng thì nó sẽ có cái sự so sánh hơn là bạn đưa ngay vào đầu xong rồi đoạn sau thì bạn cứ trêu đều đều như thế. Đó là vấn đề. Không, có thể là những cái phân đoạn của bạn ý, nếu mà để mình nghe audio thì mình sẽ thấy là nó rất là trôi. Nhưng mà khi lên sân khấu thì có thể là bạn ý chưa biết tiết chế cái sức lực để có thể trình diễn thôi. Chứ còn Bích thì không nghĩ là cái verse đấy của bạn có vấn đề về phân đoạn. Có vấn đề về nốt nữa. Những cái nốt trầm của bạn khi mà mang lên sân khấu ấy, nó sẽ bị hút năng lượng rất nhiều. Đó là cái điều mà mình đã nhắc bạn từ khi casting xong là một, bài vòng 1 là 2. Nhưng mà lần này em vẫn bị cái lỗi như vậy. Cái đó không phải là cái điều sai, đó chỉ là cái thói quen viết kiểu như thế để mang lên sân khấu. Nếu như anh được nhận cái lời khuyên như vậy, anh sẽ tăng tone nó lên để mình hát được cái tông đẹp nhất của cái giọng mình. À, em hiểu. Còn một điều nữa không kém quan trọng, đó là mình tin tưởng vào mình. Tại vì chị hiểu cái tâm lý của thí sinh đi thi rất là lo lắng. Và chị nghĩ là Limitless chỉ cần có một cái sự tin tưởng về bản thân nhiều hơn một tí thì chị tin là Limitless sẽ thật sự là tỏa sáng và tốt đẹp. Âm nhạc của em ở trên mạng rất hay và anh đều nghe và thực sự là đánh giá em rất tốt. Nhưng mà khi mà em đi thi này thì có lẽ là sẽ hơi bị ngợp một chút. Và anh cũng biết là Bích rất là tiếc khi mà phải chọn lựa những cái thí sinh của mình khi mà được nhìn thấy các bạn ấy cố gắng quá nhiều. Nhưng mà anh nói thật, ngày xưa bọn anh đi thi cũng có những lúc cãi nhau, cũng có những lúc mà phải mất lòng nhau. Nhưng mà đặc biệt anh là một người theo những cái gì mà tập thể đang làm và những cái gì mà một cuộc thi nên có. Những cái điều thẳng thắn mình chia sẻ cho nhau sẽ là những cái bước đệm và những cái hành trang tốt cho bọn em. Còn cái sự tiếc nuối thì ai cũng sẽ có. Ai cũng không bao giờ muốn chia tay những con người mà đang dành nhiệt huyết và đang dành cái tuổi thanh xuân của mình cho một chương trình cống hiến như này. Bọn anh sẽ công bố kết quả ngay bây giờ. Xin chúc mừng Okinus. Ở Janus sẽ tiếp tục đi tiếp với 81 điểm.